Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị trong phần 4, phần cuối cùng của ngày hôm nay. Và trên đường dây thì tôi có ông Châu, 56 tuổi. Ông vừa hỏi hai câu hỏi rất là hay. Cái câu hỏi đầu tiên là, ông nhắc lại câu hỏi đầu tiên của ông đi ông Châu. Dạ, tôi muốn hỏi là câu hỏi đầu tiên là làm sao mình biết mình đau thận, yếu thận. Và câu thứ hai là làm sao mình biết mình bị đau bụng đái. Và câu thứ ba là làm sao mình biết là mình bị đau cái ống nước tiểu. Và câu thứ bốn nữa là mùa này là mùa ho, lên gặp bác sĩ hay là lên đi mua thuốc ở ngoài uống? Cái câu hỏi đầu tiên rất dễ, mình lên phòng mạch của bác sĩ gia đình đặng họ rút máu. Trong cái kết quả máu đó, nó sẽ cho mình cái số nó gọi là EGFR, nghĩa là cái rất là đơn giản là cái số nó càng thấp đó thì cái thận nó càng yếu. Cái đó rất là dễ, mình chỉ cần rút máu một lần. Mỗi năm tôi khuyên bệnh nhân rút máu tổng quát một lần, tạo mình tối thiểu một lần, tối thiểu một lần cũng được nữa. Mấy người bị tiểu đường đó thì mỗi 3 tháng, còn mấy người bị cao mỡ đó mà rất là cao thì mỗi 6 tháng, còn mấy người mà bị không có bị gì hết đó, thì 1 năm. Còn trong chương trình của ông Châu thì dĩ nhiên để trả lời ngay cái thử máu thì cái GFA biết coi cái thận mình chạy cỡ nào. Câu hỏi thứ hai là cái bọng đái thì dĩ nhiên là tiếp là thử nước tiểu, khi thử máu thử nước tiểu luôn bác sĩ nhân. Thì thường thường cái triệu chứng sớm nhất là mình thấy cái gì? Nếu mà mình về cái bọng đái đó thì sớm nhất đó thì là mình đi tiểu rất là khó, mình rặn ra rất là khó, hay là mình đi tiểu rất là không có bình thường, hay là tối mình đi tiểu rất nhiều. Cái đó là tất cả mấy cái triệu chứng nó gọi là incontinence. Cái đó thì nó tạo ra từ cái bọng đái hay là cái nhiễm màu tuyến. Cái đó là sớm, còn trễ đó là mình đi tiểu ra máu là có thể hơi trễ rồi, có thể không là... Nhưng mà thường là nó có hai phần. Yeah. Nếu mà sớm hơn nhất á, là tùy dạng đi tiểu thấy bình thường, không có gì phương triệu chứng hết. Nhưng mà thừa nước tiểu đôi khi nó gọi là microscopic hematuria. Yeah. Thành ra cái bệnh đó mình bọng đái, bệnh đụng đái đấy, mệt cái. Thành ra anh Châu nên đi bác sĩ gia đình, nên thử máu và thừa nước tiểu. Tại vì chuyện đầu tiên mà cái bọng đái mà bệnh đầu tiên mà bệnh đó, trước khi có triệu chứng nó có thể nó có bị microscopic hematuria, tức là mình coi trong nước tiểu nó có vài con hồng cầu, nó càng ngày nó càng tăng lên. Yeah. Thì lúc đó là sớm nhất. Yeah. Rồi mới tới bác sĩ nhân nói là mới tới cái triệu khó tiểu, rồi mới tiểu ra máu thấy rõ ràng, thấy bright red blood, phải không? Yeah. Thì đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là câu tôi quên câu thứ ba là gì đây? Một cái nữa bác sĩ nhân muốn nói đó, lúc mà mình rút máu hàng năm đó, sau khi 50 tuổi đó nên thử một cái test nó gọi là PSA, là prostatic specific antigen. Cái đó đã thử đặng nó biết tức là cái nhiễm hậu tuyến mình nó có bắt đầu nó lớn không. Yeah. Cái số PSA nó càng cao đó là cái nhiễm hậu tuyến nó càng lớn. Rồi cái số còi số 3 của anh Châu là số câu hỏi gì? Sợi dây bọng đái. Dây bọng đái. Dạ. Cái gì? Dạ, câu số 3 là làm sao mình biết mình bị problem cái ống nước tiểu á. Dạ. Thì bác sĩ nhân nói. Dạ, hồi nãy mình cắt nghĩa cái đó. Nếu mà cái nhiễm hậu tuyến của mình đó mà nó bắt đầu nó lớn lên đó, nó sẽ ép cái sợi dây bọng đái, nó ép cái sợi dây bọng đái đó thì mình rặn ra rất là khó. Yeah. Thì cái đó là cái triệu chứng đầu tiên. Và cái thứ hai là anh đi tiểu xong nó không đi không hết chỗ, nó còn dribbling, nó nhiều nó mới dừng. Yeah. Không, cái số 3 thì đái đêm. Ok. Yeah. Còn nếu mà trường hợp mà ống dẫn tiểu mà nó có vấn đề thì mình thường đái nó khó hơn, phải không? Khó. Câu số 4 tôi nhớ là ho cảm nên gặp bác sĩ gia đình. Yeah. Rất là quan trọng, tại vì những cái thuốc đi mua ở ngoài chợ đó đôi khi đó nó tạm giảm thời gian, nhưng mà đôi khi có những cái triệu chứng của một cái bệnh mà mình phải cần biết nó có thể nguy hiểm hơn. Yeah. Thành ra nên đi bác sĩ gia đình, chứ không nên uống thuốc ngoài chợ hay là vô phạm bác sĩ đưa nhờ dược sĩ cho một thuốc về uống. Theo tôi thì không nên như vậy. Với lại nếu mà đa số mấy người có... Dạ. Tại vì mình cho ho thôi, mà mình muốn được bác sĩ gia đình ít nhất 1 tháng nữa vô được, thì mình lên tại vì cho ho thôi, thì mình có thể mình mua thuốc ở ngoài mình uống được không? Dạ được, nhưng mà cái chuyện này đó thì tạm thời là trong khi chờ đợi bác sĩ gia đình, nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên, tại vì không biết bác sĩ gia đình của anh là Việt hay Mỹ, nhưng mà thường thường bác sĩ Việt Nam ở đây đó, anh gọi là trong vòng 1 tuần là tối thường thường đó, phòng mạch của bác sĩ nhân hay của tôi thì ngày mai là vô được hay vô cùng ngày cũng được rồi. Yeah. Trễ nhất là ngày hôm sau, chứ còn thật ra nếu mà anh phải chờ lâu thì cũng như là tôi nghĩ là phải gọi bác sĩ bảo thêm cho xin hẹn sớm. Tại vì thường thường phòng mạch nào họ cũng có một số cái appointment họ dự trữ đó. Yeah. Nếu cần họ cho anh vô thì phải chờ đợi thôi. Với nói thêm một chuyện mà nó liên quan với cái này đó, là bây giờ họ thấy đó là đa số mấy người mà bị cảm cúm là về cái con siêu vi trùng, con virus đó. Thế nên nếu mà mình cảm thấy là mình sắp sửa bị bệnh
cái 48 tiếng đầu tiên đó, nếu mà mình vô khám bác sĩ được đó, bác sĩ có thể cho một cái thuốc nó gọi là Tamiflu. Cái thuốc này nó sẽ giảm cái thời gian mà anh bị cái bệnh cảm cúm kéo dài. Rồi dạ. Hy vọng tôi trả lời anh rồi nha. Cảm ơn anh Châu nha. Bây giờ tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Alo, dạ, xin chào hai bác sĩ. Dạ, chào. Dạ, chào. Tôi ở bên ai đó bác sĩ. Dạ. Bây giờ thì cho tôi hỏi cái này nhanh gọn bác sĩ. Tôi uống cái lọt bắp 10mg đó bác sĩ. Rồi. Nó sau 2-3 tiếng đồng hồ tiểu rất là nhiều. Dạ. Thì rồi tối là tôi uống cái conidin 0.1mg. À, thì nó là khô cái miệng cả đêm luôn. Nhưng mà bác sĩ gia đình biểu mình uống cái đó bằng đêm. Còn cái kia thì buổi 11-12 giờ trưa ăn cơm xong á, ăn trưa xong á. Dạ. Thì cái nó đi tiểu nhiều như vậy là có sao không bác sĩ? Bây giờ thì cơ hỏi ngược lại bà là ngoài vấn đề cao áp huyết, bà có bệnh tiểu đường hay bệnh gì khác nữa không? Dạ có cái bị bệnh giao, nhưng mà giao thì đôi lúc uống vài viên thuốc thì nó bớt, năm 10 ngày nó cũng trở lại. Rồi bà có bị tiểu đường không? Đường thì cứ mỗi tháng đi thì thử có 85-90 thôi. Ok, vậy không bị tiểu đường ha, chỉ bị giao thôi ha. Mà cao huyết của bà đó, bà có bị bệnh tim mạch gì nữa không? Dạ không, tim thì đôi lúc nó đập nhanh thì lâu lắm mới đập nhanh, thì mình cũng có uống cái loại thuốc tim nhỏ xíu để trong lưỡi cái viên màu vàng đó. Ok, dạ. Rồi bây giờ bà nói bà chịu chai thuốc liền đó, thuốc nó cũng rất là hay. Dạ. Bây giờ xin lỗi bà tôi nhắc lại bà bao nhiêu tuổi tôi quên rồi ha, bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cũng chắc cũng khoảng đâu 70. Rồi bây giờ bà 70 tuổi mà bị cao huyết mà không bị tiểu đường mà chỉ bị gao không thôi, thì uống clonidin với lại cái Novas, thì xin lỗi bà có trở lại bác sĩ gia đình của bà nói là uống hạn bà bị triệu chứng này, bị mấy cái vấn đề với hai thuốc này không? Dạ tôi không uống cả năm đi rồi. Dạ. Đấy là bác sĩ Nhân hỏi đó, đa số bà có đo cái áp huyết ở nhà không bà? Dạ lúc trước thì cũng có đo, nhưng mà bây giờ thì áp huyết rất là tốt, nhưng mà có cái sau cái Novas uống vô mấy tiếng đồng hồ sau mới đi tiểu nhiều quá bác sĩ. Ok, có uống vô cái Norvas nó bị sưng chân không? Dạ không. Nó không bị sưng chân, ok. Thường thường cái Norvas, cái triệu chứng mà, cái nguy cơ mà bực bội nhất của nó là bị sưng chân, nhưng mà nó cũng làm mình đi tiểu nhiều. Tại vì nó, cái thuốc này nó là 10mg đó. Tôi đồng ý bác sĩ với bác sĩ Nhân, nhưng mà bác sĩ Nhân có nghĩ là mình đổ thuốc được mà phải không? Tôi hai cái thuốc này không phải là the best medication, yeah, tôi, mà more yeah, side effect, nhiều yeah, chuyện phản ứng phụ nhiều lắm. Tôi nghĩ tôi không biết cái áp huyết của bà nó cao bao nhiêu, nhưng mà thường thường tôi không thích dùng cái thuốc clonidin. Cái thuốc clonidin thường thường họ dùng cho mấy cái người mà cái áp huyết nó Mỹ nó thật rất là cao, mà nó Mỹ nó gọi là uncontrolled, nghĩa là hơn 160-170 đó thì nó mới dùng tới cái clonidin. Phản ứng phụ của bà là đúng đó, clonidin là số 1 nó làm bà khô miệng, số 2 có thể là bà buồn ngủ nữa. Yeah. Thành ra cái thuốc này đối với tôi ít khi tôi xài lắm. Yeah, tôi chứ cần đã mới xài. Yeah. Còn cái Novas cũng vậy, cũng phải là một cái favorite. Yeah. Nó có nhiều thuốc khác mà nó ít phản ứng phụ hơn mà nó tốt hơn, thì tôi nghĩ bà nên trở lại bác sĩ gia đình của bà tùy theo trường hợp thôi. Có rất là nhiều thuốc bà đang uống, cái thuốc mà ngậm nó cái nitroglycerin isozobai đó, thì có thể là ông nghĩ là có thể tim mạch, thì cái best của đối với tôi là beta blocker. Yeah. Và đồng thời nếu cần tôi cho bà ACE inhibitor như yeah, là Benicar, Cuzar, thì nó yeah, trả lời bà rất là nhiều thuốc khác có hiệu lực hơn và tốt hơn hai thuốc này. Yeah. Ít phản ứng phụ hơn này, bà nên trở lại bác sĩ gia đình nó ok, tôi nhiều phản ứng phụ quá, xin đổi nha. Thì yeah, thì nó nhiều quá giống như nó lỡ tiểu. Tại hai cái thuốc này mấy cái nguy cơ của nó rất là cao. Mấy cái phản ứng phụ rất là nhiều. Phản ứng phụ thành ra tôi cũng thích hai cái này. Yeah, tôi ít khi xài lắm. Dạ. Cũng mấy khi mình xài lắm. Vâng. Bà nên gặp gia đình xin lại thứ khác. Dạ tôi cũng. Dạ xin cảm ơn hai bác sĩ. Dạ. Bây giờ tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, tại vì đây là sắp sửa hết chương trình, là có một đôi giây phút chót thôi. Dạ, 62 tuổi. Rồi. Ở Randro. Rồi. Dạ. Dạ. Tôi muốn đặt câu hỏi với bác sĩ là tôi tối tôi ngủ tôi sao tôi muốn lúc miếng cái cổ tôi nó hay bị đắng cái cổ. Tôi hỏi bác sĩ cái đó là nó bị cái gì? Cái này tôi nghĩ dễ nhất đó là trở lại bác sĩ gia đình. Nói là tôi nghĩ cái này là mình ở lên chua tối đó, tối mình ngủ đó mình ở lên cái chất chua đó, cái cuốn bao tử nó hở, cái cuốn bao tử nó hở, mình càng lớn tuổi đó cái cuốn bao tử nó càng hở nhiều, nó càng hở nhiều đó thì
cái đồ chua mình ăn đó nó sẽ dồn lên ngược trở lại. Tôi khuyên ngay bây giờ đó, bà ngủ đó bà bỏ ba cái gối đằng cái họng của mình đó, nó cao hơn cái bao tử. Nếu mà bà nằm thẳng vậy đó thì cái nước chua đó nó lên cái họng mình rất là dễ. Nếu mà mình nằm hơi nghiêng đó, để 3-4 cái gối đó thì cái nước chua nó không lên. Cái nước chua nó lên nó sáng, nó làm cái miệng rất là chua với lại rất là đắng. Mà cái chốt là bà trước khi đi ngủ đừng ăn no nha bà. Ăn buổi chiều tối đi ngủ ăn đói một chút xíu. Thì đừng ăn no nha. Rồi tôi xin quý vị cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn bà. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi phải tạm gián đoạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị buổi phát hình kỳ tới vào thứ hai tuần tới. Cảm ơn bác sĩ Nhân. Cảm ơn bác sĩ Toản. Cảm ơn quý vị.